bài học hôm nay mình hướng dẫn các bạn các tuyệt chiêu về in ấn trong Excel giúp bạn làm chủ kỹ năng quan trọng này Cách tạo nút preview thì để làm việc này các bạn làm như sau các bạn sẽ tích vào cái nút nhỏ hình tam giác đây gọi là Quick Access Toolbar Đấy, sau đó các bạn sẽ tích vào cái Print Preview and Print Đấy, khi các bạn tích xong thì nó sẽ có một cái nút ở đây là nút chính là nút Preview cho các bạn ạ. bây giờ các bạn tích vào đây Đấy, nó sẽ tích nhanh cho các bạn preview ạ. Đấy, các bạn bấm x kết để thoát thì ngoài cái việc tích nút này để các bạn preview ý, thì các bạn có thể bấm phím tắt là Ctrl P nhé đấy thì nó cũng sẽ tạo cái preview cho các bạn hoặc là các bạn vào file các bạn chọn print thì nếu mà mình in ấn nhiều ý, thì các bạn sẽ lôi cái nút preview ra đây để các bạn dễ làm thủ thuật thứ hai là phần chọn máy in đầu tiên các bạn sẽ tích preview trong cái mục printer này các bạn sẽ tích vào đây để các bạn chọn cái loại máy in phù hợp ạ. Nếu các bạn muốn in ra PDF ấy, thì các bạn sẽ chọn cái print PDF để mình lưu ra file PDF. Còn các bạn muốn in ra giấy thì các bạn phải chọn cái máy in để in ra giấy nhé. Các bạn bấm mic kép để thoát. Cách in một sheet, một file hoặc là một vùng được chọn. Đây các bạn vẫn là bấm preview. Trong cái mục setting này này, có 3 phần đầu tiên là các bạn sẽ print active sheet tức là nó sẽ in cái sheet mà mình đang thao tác ạ còn nếu các bạn chọn cái gì ạ print entire workbook tức là nó sẽ chọn toàn bộ các workbook của mình thì ở đây toàn bộ cái file của mình sẽ có 35 trang ạ Đấy, rất là dài cách thứ ba là mình sẽ lựa chọn một cái vùng mình cần in thì đầu tiên mình sẽ chọn cái vùng mình cần in nhé ví dụ mình in 10 thủ thuật này trước thôi ạ đấy thì các bạn bôi đen này xong các bạn vào print đấy và các bạn chọn gì ạ? Các bạn chọn cái phần cuối là Print Selection. Đấy, tức là nó chỉ in cái phần mình lựa chọn thôi. In một số trang nhất định. Đây giả sử mình cần in cái sheet là doanh thu các tỉnh này nhá. Nó có rất là nhiều trang đấy, các bạn vào preview này. Đấy, thì tất cả là có 30 trang mình cần in. Nếu các bạn chỉ muốn in trang một thôi thì các bạn sẽ bấm là từ page 1 đến cái page 1 ở đây. Đấy, tức là nó chỉ in trang một thôi. Hoặc là từ trang 2 đến trang 5 nhé Thì các bạn sẽ gõ đây là 2 và đến 5 ở đây Thủ thuật thứ 5 là mình sẽ chọn chiều ngang hoặc là chiều dọc khi in Đấy bây giờ giả sử bên mình cần in cái trang này nhé Đấy các bạn print view Trong cái phần này này Thì các bạn nếu các bạn muốn in cái khổ giấy đứng ấy, Thì các bạn tích vào đây Còn nếu các bạn muốn in ngang ấy, Thì các bạn tích vào đây Đây là cái trang in ngang Đấy, còn nếu các bạn in đứng ấy, thì các bạn tích vào cái poche. Đấy. Thủ thuật tiếp theo là hiển thị lề trang in hay còn gọi là show margin Giả sử mình cần in cái sheet kế hoạch kinh doanh này nhé Đấy thì các bạn gì ạ, các bạn preview Sau đó các bạn sẽ tích vào cái gì ạ? cái bên dưới này này, ở bên phải ấy. Các bạn chọn show margin, đấy thì nó sẽ chọn các cái lút chấm vào đây Các bạn có thể kéo rộng nó ra Đấy, tùy các bạn chỉnh ạ, để cho vừa cái kích thước mình cần in Đấy, các bạn có thể kéo lên hoặc các bạn kéo xuống nhé, tùy mình đây là cách mình sâu margin. Thay đổi kích thước từ inch về cm. Đây các bạn có thể vào page layout này, mình chọn margin này. Đấy thì các bạn biết là các cái kích thước ở đây nó đều đơn vị là inch này, 0.55 inch này. Đấy thì hoặc là các bạn vào custom margin. Đấy, đơn vị ở đây đều là inch. Bây giờ mình muốn chuyển về cm để mình dễ dùng nhá. Thì các bạn làm như sau, các bạn vào thẻ file, các bạn vào option. Đấy, các bạn tích vào Advan Các bạn lăn xuống ạ Đây, trong cái phần Display này này Thì có cái phần Ruler Unit Thì các bạn tích vào đây Các bạn sẽ chọn là cm Đấy, như vậy là đơn vị của mình sẽ chuyển thành cm ạ Bây giờ mình kiểm tra nha Các bạn vào Show Merge này Đấy, nó đã là cm rồi Thay đổi lề trang in để thay đổi kích thước của lề trang in ý, Các bạn vào thẻ page layout này Các bạn chọn margin Đấy Đầu tiên ý, là cái last custom setting Tức là cái lần gần nhất mình thay đổi Hoặc các bạn có thể chọn lo mờ Đây là có kích thước cụ thể của normal mờ nó như thế nào rồi Hoặc đây là kích thước là wide là rộng Hoặc là narrow là hẹp Hoặc các bạn có thể chọn custom margin Đấy tức là mình sẽ tùy chỉnh của mình Thì ở đây top ý, tức là ở đỉnh này Đấy Header tức là cái vùng đầu đây này Các bạn để ý đây này Còn right tức là lề phải này Left thì là lề trái Các bạn chú ý nhé, đơn vị ở đây đều là cm Lúc đấy mình đã đổi rồi ạ Bottom ở đây là phía dưới này Còn footer là cái chữ ký ở dưới là đây Đấy Tức là mình sẽ có thể thay đổi ạ Ví dụ top này, mình đổi là 0.4 này Đấy, right mình đổi là 0.5 chẳng hạn thế này Đấy, right 0.5 Left thì mình có thể giảm là 0.3 chẳng hạn Đấy, hoặc các bạn có thể đánh trực tiếp vào đây là 0.6 nhé Đấy, tùy các bạn căn chỉnh vào một trang in ở đây giả sử các bạn có một phần dữ liệu nha bây giờ các bạn preview này đấy các bạn chú ý ở đây mình đang có hai trang in đây trang thứ hai của mình đây là cái đồ thị này nó rất là dài rồi các bạn có thể kéo này nha các bạn có thể kéo sát đây nhưng mà các bạn kéo thì nó vẫn không đủ ạ nó vẫn ra là hai trang đấy để làm sao để in được một trang ấy thì các bạn sẽ vào phần đây này. phần cuối cùng đây này, này. Đấy. các bạn tích vào đây các bạn sẽ chọn gì ạ fit sheet on one page đấy tức là mình sẽ chỉ in một trang thôi nó sẽ co lại ạ và nó sẽ chỉ in một trang rất là đẹp cho các bạn ạ tiếp theo là in giữa trang giấy giả sử mình cần in cái trang này nhá thì các bạn vào phần in này đấy mình sẽ chọn là page setup này đây các bạn chú ý nhá các bạn sẽ vào margin này mình sẽ tích là center on page đấy nếu mình tích vào đây ấy, thì nó sẽ căn ra giữa đây này mình tích thêm vào đây nữa thì nó sẽ căn giữa ở đây luôn đấy các bạn tích ok Đấy thì lúc này cái phần in ở đây nó sẽ là giữa trang Cả trái, cả phải và cả trên, cả dưới luôn Thủ thuật tiếp theo là mình sẽ tạo header và footer khi in Ok, giả sử mình cần in cái trang là doanh thu các tỉnh nhé Đấy, các bạn sẽ Đây, các bạn vào thẻ page layout này Mình chọn cái phần print title Đấy, đây này, các bạn sẽ tích vào cái thẻ header and footer Đấy, mình sẽ chọn ví dụ là custom header nhé Mình tích vào đây, ví dụ mình tạo header bên phải đi mình biết là gái xeo chẳng hạn nhé, đấy các bạn tích ok, sau đó cái phần footer nhá mình sẽ chọn là custom footer, đây mình sẽ chỉ in số trang thôi nhé, thì các bạn tích vào đây, mình in căn trái hoặc là căn giữa hoặc căn phải nhá, đây ví dụ mình căn giữa đi, các bạn tích vào số trang này, đấy các bạn tích ok, đấy các bạn thấy không? Bây giờ các bạn preview nhá, đây này gái xeo đó trên tay tàu rồi, đây là trang 1 nó là số 1 bây giờ các bạn bấm next sang trang 2 nhé đấy ở đây nó là số 2 và cái footer ở đây vẫn là số 2 luôn thủ thuật tiếp theo là page break preview quay trở lại cái sheet kế hoạch kinh doanh nhá bây giờ giả sử mình muốn in là gì ạ cái đồ thị này ở một trang khác và cái số liệu này nó ở một trang khác thì làm như thế nào đây các bạn vào preview này mình bỏ cái phần fit sheet on on page lúc đấy đi nhá mình chọn mình để là low scaling tức là mình để về mặc định nhé như vậy nó đang là bốn trang này bây giờ các bạn sẽ tích vào cái hàng 17 này xong các bạn vào thẻ diện page layout đấy các bạn tích vào break này các bạn chọn insert page break đấy như vậy là bây giờ mình sẽ preview nhé bây giờ mình sẽ vào cái thẻ view này đấy mình sẽ chọn cái chế độ là page break preview Đấy các bạn thấy không cái phần xanh đây này là ở một trang khác rồi đấy đây này P1 này, đây là P3. Bây giờ các bạn, bây giờ mình kéo cái này sang, đấy thì mình sẽ P3 với P1 để sát nhập vào nhau. Như vậy là ở đây là chỉ còn hai trang thôi. Trang 1 là phần dữ liệu và trang thứ hai là phần biểu đồ. Đấy, bây giờ mình vào cái thẻ view này, các bạn chọn normal, lại quay lại về cái chế độ thường. Bỏ like, page break. Đấy, khi mà các bạn chọn cái chế độ là page break ấy các bạn chuyển về lo mờ thì nó có những cái đường line mờ đây này đấy, rất là khó chịu ạ thì để bỏ cái đường line mờ mờ đây này các bạn làm như sau nha các bạn vào thẻ file mình vào option đây các bạn chọn advan các bạn sẽ lăn xuống đấy, trong cái phần gì ạ trong cái phần display option for this worksheet này đấy, các bạn bỏ chọn cái show page break đi đấy, các bạn bỏ chọn nó nhé xong mình tích ok Đấy, bây giờ nó đã mất cái line mờ mờ đi rồi. mình có thể in cái grid này nhá bình thường khi các bạn in nhé đấy thì nó sẽ in dữ liệu thôi những cái đường mà mặc định của excel đây này thì nó không in bây giờ mình muốn in cả cái mm cái line mm của excel đây mình làm như nào đấy thì các bạn vẫn vào page layout này đấy các bạn trong cái phần sheet option này mình chọn print của cái thằng grid line đây này, này đấy các bạn tích vào đây bây giờ các bạn in nhá đấy các bạn thấy không những cái mm này đã được in rồi cố định tiêu đề trang in Đấy bây giờ mình quay trở lại cái sheet doanh thu các tỉnh nhá Bây giờ các bạn in này Đấy các bạn thấy không? trong cái phần trang đầu tiên ý Thì mình sẽ thấy cái gì ạ Thông tin này về tiêu đề Ngày này tỉnh vùng và miền doanh thu Nhưng các bạn sang trang thứ hai Thì nó mất cái tiêu đề đi Vậy làm sao để cái tiêu đề nó luôn luôn hiện Ở đây thì làm như thế nào Thì các bạn làm như sau nhá Đây các bạn sẽ tích vào gì ạ Cái print title đấy trong cái viết sheet này này các bạn chú ý nhé nó có gì ạ row to repeat top đấy tức là row là hàng đúng không ạ thì các bạn tích vào cái phần này row là hàng các bạn chọn cái đây mình sẽ chọn cái hàng thứ 4 này là cái phần mà nó repeat lại đúng không ạ các bạn tích lại cái mũi tên này hoặc các bạn chọn ok đấy bây giờ mình in mình kiểm tra nhá đây trang một là vẫn là có rồi đúng không ạ đây các bạn thấy trang hai này lúc này nó đã có cái tiêu đề rồi trang 3 cũng có tiêu đề Đấy, ví dụ mình sang trang cuối cùng đi Là 31 đi ạ Đấy, 31 nó cũng có cái tiêu đề ở đây Rất là hay ạ Tạo cái vùng cần in ấn Bây giờ giả sử mình muốn in cái vùng Cần in là cái vùng mà Kế hoạch từ tháng 1 đến tháng 12 thôi nhé Mình không in cái phần thực tế và các cái vùng dữ liệu khác nhé Thì các bạn sẽ bôi đen này Cái phần tháng và phần kế hoạch Các bạn vào thẻ page Layout Mình chọn gì ạ? Print Area Các bạn Set print area đấy thì lúc này ấy, nó chỉ in cái vùng mình xét thôi Vậy các bạn tích vào preview nhé Các bạn thấy không? Đấy nó chỉ in cái phần mình xét thôi mà nó không in các cái phần khác luôn Để bỏ cái phần xét đấy ấy, thì các bạn lại vào cái gì? Ạ? Print area các bạn clear nó đi. Đấy bây giờ mình tích vào print lại nhá, thì nó sẽ in toàn bộ dữ liệu của mình. Đấy, trang 1 này, trang 2 đấy. Tiếp theo là cái phần chèn ngắt trang chính là cái phần Page Break Preview lúc đấy mình đã trình bày rồi ạ. Và cái phần bỏ vùng in ấn mình đã cũng đã trình bày trong cái phần 16 rồi. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất từ gái Excel cũng như chia sẻ để mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.